còn sướng nhá. Em quay lại sau cái thế nào? Quay lại cái đường này còn lâu nó mới hỏng, vì cái xe này nó nhẹ chị ạ, nó không phá đường. Bố tưởng cây trên gần Sóc Sơn. Sao vậy? Con tưởng cây trên gần Sóc Sơn. Cái gì? Con tưởng cây trên gần Sóc Sơn. Ờ, tuy nhiên thì gần Sóc Sơn hơn là nhà mình gần Sóc Sơn. Về gần Tây Thiên. Trên đường từ Hà Nội đến đây là mình phải đi qua Sóc Sơn mà. Hoa đẹp không? Cái này là Sóc Sơn quay này. Đang ngồi để quay cái gì ạ? Chị Hương ơi, đẹp chị đây rồi. Chị Hương không quay đi. Đẹp quá.